Ổi chín này các bạn ha, ổi chín nè, khá là ngon ha, vàng. Mình cắn thử một miếng, thấy ngon quá, ngọt quá, chia sẻ liền luôn. Đây, cắn thử một miếng ra vậy nè, đó. Đây, các bạn mà để nó chín như thế này mà không phải chín cây ha, cái này là dạng chín cây các bạn ha, chín cây nè, các bạn xem nè, cái này cũng hơi chín chín nè. Trái này các bạn để, chúng ta đừng nên để tủ lạnh các bạn nha, để ở ngoài thôi. Để ngoài để kín hơi, để trong bịch cũng được nhưng mà đừng kín quá, treo bịch thôi. Rồi đó, cái này chín cây nè ha, cái trái này rất là ngọt đó. Chúng ta để mua về cái chừng 3 4 ngày, 3 4 ngày ăn vẫn được, vẫn ngon. Nó hơi mềm bên ngoài thôi, nó mềm, ví dụ nó bị thâm, nó bị mềm vô trong, chúng ta gọt cái vỏ bên ngoài, chúng ta ăn vẫn vẫn ngon ha, vẫn ngọt ha. Nó mấy cái trái này giòn ở trong thịt, nó rất là ngon, ngọt, nhai hạt nhuyễn luôn càng tốt các bạn ha. Rồi, chia sẻ các bạn ít.